Mình xin chào tất cả anh chị em cô chú đang xem video của mình nhé. Theo nhu cầu của rất là nhiều anh chị em thì trong video này mình sẽ chia sẻ với lại mọi người cái vấn đề đó là mình đi cái đường ống chung nha. Đường ống chung có nghĩa là thông thường khi mà những cái mẫu hồ mình chia sẻ lên kênh á, mình thường hay nói mọi người là hút đáy, hút mặt và hút lửng. Có nghĩa là mỗi một cái đường ống của mình sẽ đi riêng hết. Và có rất là nhiều anh em hiện tại bây giờ mình muốn đi chung một cái đường ống thôi. Có nghĩa là ví dụ như mình đi đường ống 90 đi, mình nói ví dụ ha. Sau đó là mọi người sẽ chia T hoặc là 2T. Mình sẽ kết nối ra bên ngoài, mình làm cái hút mặt rồi hút lửng. Nhưng mà ba cái đó nó chỉ chung một cái đường ống ra bên ngoài thôi. Thì cái này mình gọi là một đường ống nha anh em, chứ mọi người không có tính là ba đường ống nha. Mình thấy là trong cái thời gian vừa qua có nhiều bạn á là tính nó bị sai, nó dẫn đến cái tình trạng là bị hụt nước. Thì trong video này mình sẽ nói rõ một tí xíu để cho anh chị em cô chú nào ở nhà mình đang có cái dự định đi một cái đường ống mà mình vừa làm hút đáy, hút mặt, hút lửng chung luôn, thì mọi người có thể là tham khảo nha. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím. Đây là vi sinh, thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á, thì có thể liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình nhé. Đây là một cái mô hình hồ của một em trai dưới Đồng Nai đang thi công làm hồ anh em nha. Sẵn nhân tiện đây thì mình chia sẻ lên, mình cũng nói một tí xíu ngay chỗ đi cái đường ống mà chung á, để cho mọi người hình dung cho nó dễ luôn. Thì hồ này ở đây mình ví dụ là hai khối hồ chánh. Thì mọi người nếu mà muốn đi chung một cái đường ống á, tối thiểu nhất anh em phải làm đường ống 90 nha. Tại vì cái bơm mọi người phải xài ít nhất tầm cỡ khoảng 16.000 thì nó mới hiệu quả cho cái hồ chánh tầm cỡ khoảng 2 khối trở lên. Còn nếu mà mình đi cái đường ống nhỏ quá, nó sẽ dẫn đến tình trạng là hụt nước. Thì cái ưu điểm của cái việc mà anh em đi một cái đường ống á, thứ nhất là nó sẽ gọn. Có nghĩa là trong cái hồ chánh của mình khi mà anh em chia T hoặc là 2T, ở đây thì mình làm là hai hút đáy, một hút mặt thì mình chia tổng cộng là 2T. Còn ví dụ như anh em làm thêm hút lửng thì mình chia thêm T nữa. Nó tùy theo cái địa hình, địa thế hồ của anh em mà mình đi thôi. Nhưng mà quan trọng nhất khi mà kết nối ra bên ngoài á, nó chỉ có một ống thôi, nó sẽ rất là gọn cho mình. Đó là cái ưu điểm vượt trội của cái cách mà mình đi đường ống chung ha. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, cái ưu điểm của nó là đi ống gọn, nhưng mà nó sẽ có một cái nhược điểm mà rất là nhiều bạn sẽ thắc mắc luôn. Đó là cái lực hút của nó có điều nha hay không, hay là chỗ hút mạnh, chỗ hút yếu. Chắc chắn rồi anh em, ví dụ như mình nói cái đường ống này là 90, anh em xài cái bơm tầm cỡ khoảng 16.000 đi, mình nói ví dụ là nó không hụt nước, thì nó sẽ ưu tiên cho mình nha. Ưu tiên có nghĩa là nó sẽ lấy nước ở vị trí gần nhất. Ví dụ như cái hút đáy của mình gần ngay chỗ cái vị trí mà anh em ngăn vách á, nó sẽ ưu tiên ngay chỗ đó trước. Ví dụ như ngay chỗ đó của mình nó hút qua không kịp, hoặc là nó qua 70-80% đi rồi nó mới tới cái chỗ xa. Nên là thông thường những cái hút đáy mà anh em đi chung một cái đường ống á, cái nào xa nhất thì nó sẽ hút yếu nhất. Giống như mọi người để bơm trực tiếp bên trong hồ anh em làm cũng vậy ha. Ví dụ như mình nói cái bơm là 3.500, mọi người chia T, một đường mình làm hút đáy, một đường mình làm hút mặt. Thì cái hút mặt của mình đi lên á, anh em nếu mà làm hút mặt dây nó xây không nổi, nó sẽ ưu tiên cái gần nhất là cái hút đáy tại vị trí đó luôn. Nên là mọi người cần cân nhắc để mà mình đi cái đường ống cho nó hợp lý. Thì theo mình á, đi cái đường ống chung cũng được. Ví dụ như hồ của anh em mình không muốn đi ống nhiều rắc rối á, thì mình làm chung cũng được. Rồi sau đó mình sẽ thu lại. Ví dụ như anh em có thể là thu ngay chỗ vị trí gần nhất nè, bên ngay chỗ hồ chánh á, mình thu nó về 60. Rồi cái ở chỗ xa mình thu nó về 60 luôn. Mình nói ví dụ như vậy để nó tăng cái lực hút đều của ba cái đường ống. Hút đáy, hút mặt, hút lẫn đều hút mạnh hết. Đó thì cái đó là anh em cần phải điều chỉnh, mình cân bằng nó. Còn nếu mà mình để nó nguyên thủy luôn cái đường ống 90 á, anh em xài cái bơm 18.000 hoặc là cái bơm 16.000, nó sẽ ưu tiên cái gần nhất nha. Nó ưu tiên cái gần nhất. Đó thì đây là cái nhược điểm mà mình nghĩ là mọi người cần cân nhắc để xem coi là nên đi chung một đường ống hay là đi riêng. Tại nếu mà anh em hỏi mình là nên đi riêng hay là đi chung, thì mình sẽ cho mọi người một cái lời khuyên là nên đi riêng nha. Nên đi riêng, thứ nhất là mình sẽ thu nhỏ cái ống đó một cách dễ dàng. Mình nói ví dụ như hai cái đường ống hút đáy anh em đi, hai cái ống hoàn toàn riêng biệt đi. Anh em thấy cái đường ống ở xa nó hút yếu thì mình thu bên ngay chỗ ngăn lắng, chỉ cần thu ống đó thôi. Còn ví dụ như anh em chi đi chung một cái đường ống á, mỗi lần mình muốn thu là mình thu chung tất cả các hút đáy, hút mặt, hút lửng luôn, thì nhiều khi nó sẽ bị tình trạng là hụt nước. Đó thì đó là cái mà mọi người cần phải xem coi là nên đi ống riêng hay là ống chung. Còn ví dụ như hồ này của mình ở đây thì do cái địa thế mình không có để mình xây ngăn lọc á mọi người. Ở đây mình làm hồ lót bạc nên là em nó đi chung một cái đường ống thì rất là hợp lý thôi, để tránh cái tình trạng là bị rỉ nước ra bên ngoài. Rồi mình sẽ nối ra bên ngoài cái thùng lọc của mình, nên là mình đi chung một cái đường ống. Rồi mình cũng có tư vấn cho em đó là làm thêm một cái đường ống 60 nữa để tránh cái tình trạng là hụt nước. Tại vì hồ này của mình là trên 2 khối thì dự định sẽ xài cái bơm 25.000. Tại vì một cái đường ống 90 nó sẽ không đủ nước cho cái bơm 25.000.
Đó thì đó là cái lời khuyên mình góp ý dành cho em trai. Còn cái cách mà mình bố trí, mình sắp xếp như vậy rất là ok rồi. Đó, thế nên là nếu mà ở nhà anh chị em cô chú nào đang dự định xây hồ mới 100% luôn, mình đi ống âm luôn, thì theo mình mọi người nên đi tách biệt ra, hút đáy riêng, hút mặt riêng, hút lửng riêng. Đi chung thì cũng được, nhưng mà giống như hồi nãy mình chia sẻ đó, nó dễ bị cái tình trạng là chỗ hút mạnh, chỗ hút yếu. Nên nó cũng tùy thuộc vào sở thích và cái ý định làm hồ của anh em thôi. Đây là cái lời khuyên, ý kiến cá nhân riêng của mình, rằng nó sẽ giúp ích được một phần nào đó cho anh chị em cô chú mình đang chuẩn bị xây hồ nha. Thôi mình xin phép kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong một video gần nhất. Mình chia sẻ những cái mẫu hồ mới, những cách làm lọc mới lên kênh để cùng như là mọi người tham khảo nha.